thân kiến, hoài nghi, giới lễ nghi thủ. Ba kiết sử đầu tiên. Suy tư ngày đầu năm 2024. Bây giờ già rồi, thời gian không còn nhiều nữa, sức khỏe suy giảm, trí óc cũng không còn nhạy bén như xưa. Cho nên, mình phải biết sử dụng thời gian và công sức sao cho có ích lợi mình cần phải tự nhắc nhở thường xuyên là những công việc mình đang làm, đọc kinh sách, hành thiền, dịch sách, chia sẻ, nghe pháp, bố thí, cúng dường, đi chùa, dự lễ, các sinh hoạt trong xã hội, vân vân Có giúp được gì để làm suy yếu rồi cắt đứt ba sợi dây trói buộc kiết sử đầu tiên này để nhập dòng giải thoát thường xuyên tự thẩm vấn như thế để giúp mình biết chọn lựa đặt thứ tự ưu tiên tránh dây dưa vào những chuyện lu bu rắc rối phí thì giờ phí công sức vô ích cư sĩ bình an sân